Đều vì đối với Pháp mà xa lìa điên đảo, được các thiện xảo, nghĩa là uẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, đế thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, thị xứ phi xứ thiện xảo. Thế nào gọi là thiện xảo đối với uẩn? Nghĩa là các Bồ Tát biết rõ như thật, các tự tướng có bao nhiêu sắc uẩn, như thật biết rõ các tự tướng có bao nhiêu thọ tưởng hành thức uẩn.